Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài Gameplay Review của Daddy Scanna. Và hôm nay là bài review của mình về Premium Bandai Blu-ray Crossborn Gundam X2. Bài Gameplay Review này tiếp tục được tài trợ bởi những người bạn tuyệt vời đến từ Librarian Gunpla, P-Bandai and Accessories. Liên mua hàng của shop đã có sẵn như một chú thích, các bạn nhớ xem ngoài nhé. Now, here we go. Trước khi đi vào bài review chính thức thì mình muốn trả lời câu hỏi được rất nhiều bạn đặt ra, đó chính là nó có khác biệt gì không so với phiên bản S1 tiền nhiệm của nó. Và câu trả lời là ngoài cái thương này, chúng không có gì khác nhau hết cả. Như các bạn thấy là khi mình để hai con kế bên với nhau, sự khác biệt duy nhất là về mặt màu sắc. Một số bạn tinh mắt sẽ thấy chúng khác nhau chủ yếu là ngay phần đầu, ví dụ như là phần vi phim được làm cho to hơn, hoặc là phần mặt ở con S2 không có khe miệng như con S1. Nhưng khi bạn tính từ ngực trở xuống, về độ chi tiết cũng như là mặt ngoại hình, chúng hoàn toàn giống nhau. Trong nào không biết, Crossborn Gundam X2 là một phiên bản đen tối, hắc ám và là một trong những phản diện chính trong manga Mobile Suit Crossborn Gundam. Và đối với Blu-ray X2 ngày hôm nay, nó đúng là một sự đối trọng hoàn hảo so với Crossborn Gundam X1 mà chúng ta đã từng biết. Về mặt màu sắc, bạn có được sự kết hợp của 4 màu, chúng bao gồm màu xanh navy, xám, tím và màu vàng tô điểm như các chi tiết trên người của Gundam. Như mình đã nói, do đây là phiên bản đen tối so với X1 nên các tông màu tối được sử dụng triệt để cho lý do đó. Toàn bộ phần giáp ngoài được sử dụng màu xanh navy làm chủ đạo, kết hợp với bộ khung xương màu xám và đôi mắt đỏ càng tăng thêm vẻ bí ẩn cũng như là quỷ quyệt cho Crossborn Gundam X2. Như thường lệ thì đối với nhựa màu tối của Bandai, bạn sẽ thường thấy khá nhiều cái phần ghẻ trên bề mặt cho dù bạn xử lý có kỹ đến đâu. Nhưng đối với Blu-ray X2, bạn hầu như không thấy cái phần ghẻ bên ngoài do chúng được undergay khá nhiều và được giấu rất hay trong quá trình lắp ráp của các bạn. Và thứ mình muốn đề cập đến đây đó chính là phần mắt của Gundam sử dụng loại sticker chỉnh sửa màu sắc thường hay được cho ở cái con High Gray. Một số bạn sẽ thích, một số bạn thì không. Nhưng theo mình nghĩ nó rất là nhỏ nên việc sticker mắt được làm theo kiểu nào cũng không quan trọng cho lắm. Ngoài ra cũng có một điểm khá lạ đó chính là phần decal được cho đi kèm. Nếu mình nhớ không lầm thì ở con Blu-ray P-Bandai thường được cho đi kèm loại sticker dán. Nhưng đối với con này, bạn được cho một tấm decal nước luôn. Nó bao gồm cái miếng màu trắng hoặc đỏ cho các bạn sử dụng với kit. Và điểm mình thích nhất ở đây đó chính là phần decal nước cho logo Crossborn Vanguard. Như các bạn đã biết là ở con X1 thì bạn cũng có, nhưng khi bạn dán vào mặt tròn thì nó sẽ bị lồi lõm nhìn rất là xấu. Nhưng lần này bạn được cho hai cái luôn, dán mỗi con một cái thì cũng phải nói là rất ok. Tiếp theo là phần biên độ cơ động. Do nó hoàn toàn giống với cái phiên bản X1 đi trước nên khớp của hai con sẽ hoàn toàn giống nhau. Bạn có thể pose được hầu hết mọi thế trong đầu bạn nghĩ ra với cái khớp có biên độ cơ động rất tốt cũng như là sự chắc chắn trên cả tuyệt vời. Điểm giới hạn duy nhất mình thấy đó chính là phần đầu và phần cổ chân có biên độ cơ động hơi bị hạn chế. Tuy nhiên, nếu tính đến cái size bé tí của nó thì mình hoàn toàn ấn tượng đối với những gì mà nó có thể làm được. Và để tiết kiệm thời gian thì các bạn có thể coi lại bài review về Crossborn Gundam X1 để có thêm chi tiết. Mình đã làm rất kỹ về nó rồi, link trên góc phải màn hình, các bạn bấm vào để xem nhé. Còn nói về phần phụ kiện đi kèm, dòng Crossborn Gundam chắc chắn sẽ không bao giờ làm cho bạn thất vọng. Đây là tất cả những gì bạn có được khi lắp nó thẳng từ trong hộp ra. Chúng bao gồm một sủng, kiếm, dao găm, dây xích và rất nhiều các phần hiệu năng lượng và phần áo choàng làm nên thương hiệu cho dòng Crossborn Gundam. Ngoài ra, bạn còn có một kệ thương cho X2 và figure phi công đi kèm theo với kit. Như các bạn đã biết, thì đối với cái dòng P-Bandai, việc sử dụng lại mô hình phi công là một điều dễ hiểu, do nó thật là Bandai cũng chẳng có rảnh đâu mà đi đúc một cái khuôn mới cho một con phi công bé xỉ như thế này. Nhưng lần này, chúng ta có đúng phi công theo như nguyên tác trong truyện tranh, đó chính là Zabin Sharu. Nếu bạn là fan của anh chàng này, thì đây tiếp tục là một lý do để bạn sở hữu nó, một bước đi khá hay của Bandai. Kể đến là cây thương Short Lancer, vũ khí đã làm nên thương hiệu của Crossborn Gundam X2. Nó có màu y chang với Gundam của chúng ta với các màu như xanh navy, vàng, xám và tím trên phần ống nhắm. Nói về độ chi tiết thì nó được làm rất tốt khi hầu hết các màu sắc đều được tách biệt ra với nhau. Ví dụ như phần súng nhỏ ở đây cũng được tách màu cho bạn một cảm giác như đây đúng là một vũ khí được thiết kế cho dòng Blu-ray chứ không phải là làm đại để bán rồi hút máu của fan. Những chỗ bạn có thể di chuyển bao gồm phần mũi thương có thể được kéo ra phía trước cho bạn cảm giác như nó đang được bắn ra vậy các bạn.
Ngoài ra, phần tay cầm có thể được lên hoặc tháo hẳn ra để tiện cho gân đàm của các bạn cầm. Để gắn vào thì bạn sử dụng phần tay cầm vũ khí. Một bên bạn gắn vào lỗ ở trên nó, bên còn lại bạn kẹp vào. Cuối cùng, bạn chừa cái khớp nhỏ này vào bên dưới phần vũ khí Grand Marker trên cánh tay. Vậy là xong, mình cực kỳ thích cái thiết kế này luôn các bạn. Do khi bạn chuột vào thì nó sẽ rất cứng cáp, thậm chí nó còn không hề di chuyển gì nhiều cho dù bạn có rung lắc nó mạnh đến đâu. Đưa thẳng tay ra, tự tin lắc test cho bạn coi luôn nè. Cực kỳ tốt luôn nhé. Và tất nhiên là bạn đã xem hết tất cả phụ kiện này khi còn cần X1, nên đối với X2 mình sẽ nói nhanh mà thôi. Trước tiên thì đây là tất cả các bàn tay bạn có đi kèm. Chúng bao gồm một cặp tay nắm, mở, có ngón để cầm súng và cầm vũ khí cận chiến cho Gundam. Kể đến, bạn có một cặp kiếm năng lượng. Nó giống như con X1 khi phần đầu chui kiếm bị làm sai màu do phải là màu vàng. Và tất nhiên, nó không có chỗ để cất trên người của Git. Kể đến, bạn có một vũ khí cận chiến cực ngầu, đó chính là thanh đao, Beam Zanber. Nó bao gồm phần chui kiếm ở bên dưới, cộng với phần hiệu ứng công rất đẹp ở bên trên. Tôi thấy là khi bạn so sánh nó với cây Beam Zanber của con X1, mình thì mình thấy màu nào cũng đẹp hết cả. Cầm hai tay hai cái thì còn đẹp hơn. Tiếp theo là khẩu Buster Gun. Nó cũng y chang phiên bản màu trắng của con X1 như các bạn đã biết. Ngoài ra, trên súng cũng còn cái gimmick để bạn có thể kết hợp nó với thanh Beam Zanber. Trước tiên, bạn gặp phần tay cầm. Cái phần đen này được lật lên. Đối với chuôi kiếm thì bạn lật phần này lên. Xoay nó 180 độ. Ép nó vào. Sau đó, bạn kết hợp cả hai phần này. Gắn phần nhỏ đi kèm để tăng thêm phần hỏa lực. Thì đây là vũ khí kết hợp Zan Buster của các bạn. Nhìn rất là phê. Cuối cùng là các vũ khí cận chiến nhỏ, ví dụ như phần dao găm được cho đi kèm. Bạn có thể tách nó ra làm đôi, một phần bạn gắm vào lòng bàn chân. Còn phần chui thì được gắm vào phần bắp chân như chúng ta đã từng biết. Tiếp theo, bạn được cho một cặp dây xích tỉnh được dùng để kết hợp với phần váy trước, tạo thành vũ khí với tên gọi là Scissors Anchor. Để sử dụng, bạn tháo phần váy này ra, xoay hai cạnh hai bên ra phía trước, gắn nó vào một đầu, đầu còn lại thì gắn vào eo. Và đây là vũ khí khi bạn khai hỏa. Kế đến là vũ khí nắm đấm Brand Marker. Nó được lật lên từ phần cẳng tay rồi gắn phần hiệu ứng năng lượng vào nhằm tăng độ SML cho đối phương. Hoặc bạn có thể tách phần đầu này ra, gắn phần hiệu ứng bùng tỏa rất đẹp này nhằm tạo thành tấm khiên năng lượng tuyệt đẹp được dùng cho mục đích phòng thủ. Và cuối cùng, bạn tháo phần đầu nhằm để gắn phần áo choàng cực đẹp, thử để đem lại tên tuổi cho dòng Crossbone Gundam. Như mình đã nói trong clip của con X1 thì tuy là nhựa cứng nhưng khả năng pose của phần áo choàng này cực kỳ tốt. Chúng có thể pose được cái thể rất là ngầu nếu bạn bị cách sắp xếp chung với nhau. Ví dụ như là pose này chẳng hạn, nhìn rất tự nhiên luôn. Vậy là xong bài review Blu-ray Crossbone Gundam X2. Tiếp tục là một con hàng rất ngon mà bạn có thể sở hữu. Nó có tất cả các điểm mạnh của con X1 đi trước, thậm chí còn được cải thiện nhờ vào phần để canh nước được cho đi kèm và phần thương Short Lancer cực ngầu đi chung với Gundam. Nếu bạn là một fan của manga Crossbone Gundam nói chung, thì có hai mẫu máy xuất chính trong bộ sưu tập để chưng với nhau. Chắc chắn là một thứ không thể bỏ lỡ. Nhưng đó là ý kiến của mình. Còn các bạn thì sao? Comment cho mình biết nhé! Và nếu bạn muốn mua cho mình một em, thì liên mua hàng của Librarian Gunpla đã có sẵn như một chú thích. Liên hệ để được giá tốt nhất đó. Mình là Adi, và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi bài review của mình. Để lại một like nếu các bạn thích, và đừng quên quay lại để xem thêm các bài P-Bandai review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.